Chiều nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự hội nghị có đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 39 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 12 tháng 1 năm 2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Tuất đã trao quyết định tặng hoa và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Thủy được tin tưởng tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong gần 20 năm công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, sau đó được phân công nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, ở cương vị nào, đồng chí Thủy cũng luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá là cán bộ có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành. Được tín nhiệm giao trọng trách mới tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị luôn được tỉnh đặt ở vị trí hết sức quan trọng, phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn phức tạp, nhạy cảm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đồng chí tân Giám đốc Sở cần nỗ lực cố gắng hơn nữa, phát huy kết quả thành tích kinh nghiệm trong quá trình công tác cùng tập thể Ban Giám đốc và cán bộ công chức viên chức người lao động của ngành Tài nguyên và Môi trường, đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động quan tâm ủng hộ để đồng chí tân Giám đốc Sở hoàn thành trọng trách mới. Đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị, các cấp các ngành, huyện, thành phố quan tâm ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trân trọng cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, tập trung nghiên cứu, dân chủ bản bạc, đoàn kết thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Tô Văn Từ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở đã tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.